Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về idol Aizakuzo, hay còn gọi là HMHM. Các bạn đón xem cùng mình nha. Aizakuzo sinh ngày 17 tháng 5 năm 2009. Ấy vậy mà chị ấy từng nói với tôi chị ấy 2006. Có một số người có hỏi chị ta, thì chị ta nói chị ta 2K4 có khi hơn 18 tuổi. Nghe đến khúc này tôi cảm thấy thật buồn cười. Ngoài ra tôi còn nghi ngờ chị ta bút bẩn, mua follow đó mọi người. Không chỉ có vậy đâu, chị ta còn rất nhiều chuyện khác nữa, để tôi kể cho mọi người nghe. Đầu tiên là chuyện cosplay của chị ấy. Chị ta nói mình là newbie cosplay, nhưng tấm này chị ta cũng khá ổn áp. Chỉ cần chị ấy chú ý đến trang phục của mình, đừng mặc váy ngắn mà không mặc bảo hộ, lăn lộn chồng mông các kiểu ở nơi công cộng, tinh tởm lắm. Mọi người ơi, bữa đó tôi có đi nên thấy hết á. Ngoài chuyện đó, Aizakuzo nói mình là newbie cosplay để biện minh sự cosy phá cha quả của cô ấy. Ra Emmy cô không tai và không vi sơn, mặc một cái quần ngắn sát hàng chạy khắp tao đàn. Tuy đã xinh tu nhưng cái quần ngắn quá. Ngoài ra tôi còn để ý cô ấy cốt rất ít khi make. Cô ấy thường đeo khẩu trang che mặt và đeo lên à. Riêng cái này tôi không biết cô ta cốt cha nào. Ngoài ra còn có một số người bạn, tôi hay gọi đó là harem của Aizakuzo. Một số người giúp cô ấy để được cốt Fuzzy, đặc biệt là anh bạn này. Aizakuzo cốt rất nhiều và tôi có cảm giác cô ấy cốt cho có. Tôi còn hay gọi đây là cốt đu. Cô ta cốt rất nhiều phép nào cũng đi, nhưng lại không có tiền xịt tan úi. Cô ta tự make xấu vãi, vậy nên học make còn không thì book mua đi. Thứ hai là cái nét của Aizakuzo. Video mà các bạn vừa xem được Aiza quay đủ trên sẽ không có vấn đề gì nếu cô ta nhảy trước quán ăn và làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của người khác. Bạn nhảy cùng cô ta trong video đã nói với tôi, Aiza là người kêu bé đó nhảy cùng. Tấm ảnh đầu tiên tôi nghe những người có ở đó nói, cô ta nằm ở vạn hạnh môn để chụp hình. Tôi không biết cô ta thấy thế nào nhưng tôi ngại dùng cô ta. Một số hình ảnh các bạn vừa xem là khi cô ta cốt phi dinner. Tôi không biết cô ta và anh bạn kia đùa kiểu gì mà cái út như cái nuôi rẻ vậy. Tôi biết Aizakuzo muốn làm center, nhưng không nhất thiết chăn nào cũng nằm xuống đất và làm những hành động lố lăng đâu, vì như vậy sẽ phá cha đó. Ngoài ra Aiza còn phá thêm một số cô sơ khác nữa. Để bảo vệ danh tính người đưa thông tin tôi đã che avatar và tên lại, nhưng các bạn đừng lo, việc này xảy ra nơi công cộng nên tôi dám chắc sẽ có người nhìn thấy. Hiện tại tôi đã thấy cô ta cốt ổn hơn được một chút, nhưng cái nét của cô ta thì không. Cô ta đi laser hẹn, phá đồ cô sơ khác, chửi sờ tác người ta, tự tiện lấy đồ. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn thì hãy theo dõi kênh bọn mình. Chúc bạn Aiza giật bồ người khác nhờ sống hạnh phúc bên người mình yêu nha. Hai bạn đẹp đôi lắm. Bài tóm tắt của chúng mình đến đây là hết. Nếu các bạn có hứng thú về Aizakuzo biết mình sẽ làm phần 2. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Còn nhỏ Aiza nhờ sống đẹp lên.